Hôm qua 19 tháng 8 tại huyện Vĩnh Lộc, gần 1.000 đoàn viên thanh thiếu nhi đến từ 13 đơn vị xã thị trấn đã tham gia khai mạc Hội trại hè thiếu nhi Vĩnh Lộc làm nghìn việc tốt, tiến bước lên đoàn năm 2023 do huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Vĩnh Lộc tổ chức. Hội trại hè năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi như cắm trại, trang trí và thuyết minh trại, thi nghi thức đội, thi văn nghệ. Các nội dung thi tại hội trại lần này được các đội đầu tư khá công phu, nhất là phần thi cắm trại, văn nghệ được nhân dân đến xem và cổ vũ rất đông. Chương trình diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 8. Với các hoạt động thiết thực, Hội trại hè thanh thiếu niên huyện Vĩnh Lộc năm 2023 đã tạo sân chơi lành mạnh, môi trường giao lưu rèn luyện bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trong dịp hè. Thông qua hội trại nhằm tuyên truyền, lan tỏa đến toàn xã hội thông điệp chung tay bảo vệ trẻ em, để các em được sống, học tập trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện.